Thưa quý vị, khi đất nước đang chịu hậu quả nặng nề bởi dịch COVID-19, thì ở khắp mọi nơi trên cả nước đã ghi nhận rất nhiều nghĩa cử đẹp, những tấm lòng nhân ái tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và tại Đà Nẵng thì mỗi đêm hàng trăm suất ăn, hàng trăm ly cà phê vẫn đều đặn trao tặng cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch như một lời cảm ơn, sự động viên dành cho họ. Vâng, thưa quý vị, với tấm lòng thiện nguyện của mình thì các câu lạc bộ và các mạnh thường quân vẫn ngày đêm tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch và cho những hoàn cảnh khó khăn. Chào ngày mới sáng nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện về những người trẻ. Họ đã và đang âm thầm góp sức và góp thêm niềm tin để chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, đều đặn ngày nào cũng vậy, tầm 18 giờ tối, các thành viên trong câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam lại có mặt tại địa chỉ 117 Đỗ Quang để chuẩn bị các phần thức uống, xuất quà. Đã là đêm thứ 25 với 7.200 phần ăn đêm, 7.200 ly cà phê, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, được trao đến các lực lượng chống dịch tại Bệnh viện 199, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, các chốt kiểm dịch như Thanh Khê, Người Hữu Thọ, Cung Thể thao Tiên Sơn và cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bằng tấm lòng của mình, những bạn trẻ này đang góp phần chia sẻ phần nào những khó khăn vất vả của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ những suy nghĩ chăn trở của lũ trẻ, đó là những anh chị là các chiến sĩ cũng bằng tuổi mình, cũng có thể hơn tuổi mình, đang ngày đêm chiến đấu với dịch. Họ có thể mang cho những bộ đồ rất nóng nực, họ không thể ăn, không thể uống, họ có thể ngồi giữa trời sương gió, nhất là mưa gió. Nhưng mà họ vẫn gồng mình để chiến đấu và bảo vệ cho Tổ quốc cũng như là cho thành phố Đà Nẵng bình an, giữ khoảng cách cho toàn bộ người dân. Thì chúng em mới thực hiện các bữa ăn, những ly cà phê như một năng lượng muốn sẻ chia đến mọi người để mọi chiến sĩ có thể ấm bụng hơn như những đêm mình ca trực đêm, hay là những ly cà phê có thể giúp tỉnh táo trong những ca trực để buồn bã của anh em. 200 suất ăn và nước uống được trao tặng mỗi đêm đã thật sự mang lại hơi ấm và khích lệ tinh thần cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Khi mà nhận được cái sự quan tâm của các mạnh thường quân của câu lạc bộ thì anh em chúng tôi rất là vui vì đã có những cái tiếp sức để cho anh em chúng tôi như là một cái năng lượng, đó là niềm vui, đặt niềm tin để cùng nhau chiến đấu với dịch COVID. Ăn uống ở đấy thì bọn em ăn tại chỗ, nhưng đêm thì có sự giúp đỡ của anh chị tình nguyện của các câu lạc bộ từ thiện đã chia sẻ cho bọn em một số đồ ăn. Cảm ơn các anh chị đã cùng chung tay với y bác sĩ trong thời gian qua để cùng chống dịch. Rất là biết ơn các bạn thanh niên trẻ đã dốc hết tâm, hết sức để mang những phần ăn rất ngon miệng và những nước uống rất là ngon bổ dưỡng tới cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Dẫu phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thế nhưng vẫn có rất nhiều người dân, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các tình nguyện viên vẫn miệt mài đồng hành cùng câu lạc bộ, chung tay đồng góp, ủng hộ cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Mình cũng vô cho nó tròn dai. So với những cái nguy hiểm của những chiến sĩ canh phòng hay là y bác sĩ đang ở những cái tuyến đầu chống dịch thì cái sự nguy hiểm của mình nó không đáng. Thành ra là em vẫn quyết định làm cái công việc này để như cái lời động viên đến mọi người và cũng là chia sẻ được bớt phần nào cái áp lực của các chiến sĩ cũng như là đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện cái công cuộc rất là cao cả là cùng thành phố chống dịch COVID-19. Qua những cái đêm tiếp sức cho các chiến sĩ thì cùng các mạnh thường quân tiếp sức cho các bữa ăn đêm cho các anh thì em muốn đồng hành để chia sẻ một phần công sức cùng các anh để đẩy lùi các dịch COVID và giúp cho các anh có sức để chiến đấu với đại dịch COVID giúp Đà Nẵng chiến thắng. Qua trận chiến chống đại dịch COVID-19, điều khiến mỗi người dân Đà Nẵng luôn cảm động và tự hào không chỉ ở tinh thần đoàn kết mà còn là sự sẻ chia yêu thương giữa người với người. Trong khi lực lượng tuyến đầu chống dịch là các y bác sĩ, bộ đội, công an, các tình nguyện viên làm việc không quản ngày đêm, thì các tổ chức cá nhân và mỗi người dân lại cùng góp sức với những việc làm thiết thực, ý nghĩa và trọn vẹn tình người.